sẽ gặp trực tiếp với chủ của đầm sen ngày hôm nay. Xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu cho mọi người được biết là anh tên gì không ạ? Tôi thứ tư tên Tiễn. Tôi ở ấp Hải Hưng, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Dạ. Anh Tư đã sử dụng cái sản phẩm vườn sinh thái này lâu chưa anh? Tôi sử dụng cái sản phẩm sinh thái này là nay 4-5 năm rồi. Là trước đây anh chỉ sử dụng cho sen lấy củ thôi đúng không ạ? Hồi trước thì tôi sử dụng sen lấy ngó. Dạ. Nhưng mà cái tình trạng mà công cán bây giờ nó dân công khó kêu nhổ đó. Dạ. Duyên có cái là nó mỗi ngày nó làm cực, cho nên là tôi chuyển qua sen cũ nó thuận tiện hơn. Dạ. Mình khỏi có tốn công lao động nhiều hơn. Dạ. Ví dụ cái sản phẩm vườn sinh thái này thì anh thấy được những cái đặc điểm gì nổi trội ở sản phẩm này? Nó có nhiều cái đặc điểm mà so với tất cả các cái loại phân mà sinh học hoặc phân lá khác đó. Dạ. Nó vượt trội hơn rất là nhiều. Cái vấn đề thứ nhất thì nó phát triển bộ rễ rất là mạnh. Thứ hai nó nhảy rất là nhiều chồi. Thứ ba nữa là nó dưỡng cái bộ lá rất là dày xanh. Dạ. Nó kháng được nhiều cái sâu bệnh. Và nó chống lại những cái thời tiết mà khắc nghiệt như hiện nay nè. Dạ. Ví dụ như mà nắng hạn hay hoặc mưa bão này kia nọ gì đó. Thì nó là nói chung cái sản phẩm này nó vượt trội hơn tất cả các cái sản phẩm mà tôi dùng hồi xưa. Mà anh sử dụng cái sản phẩm này á thì anh cảm thấy là cái năng suất nó tăng lên được nhiều không ạ? Còn nói về cái năng suất á thì nếu mà mình sử dụng cái sản phẩm này á thì giảm, thứ nhất là giảm được cái lượng phân bón nè. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái năng suất á so với tất cả cái loại mà không có dùng sản phẩm này đó thì năng suất nó vượt trội khoảng chừng 40%. Năng suất tăng lên 40%. 40%. Dạ. Nhưng mà cái sản phẩm nó rất là đẹp, nó to, nó bự, nó bóng, nó đẹp hơn tất cả các cái loại phân bón lá khác. Dạ. Mà mình giảm được cái loại lượng phân rất là nhiều, phân hóa học. Nên năng suất mình tăng lên được 40% nhưng mà bên cạnh đó mẫu mã rất là đảm bảo. Đúng, mẫu mã rất là đẹp. Dạ. Để hồi tôi giới thiệu sản phẩm tôi cho thấy. Dạ. Cũng rất là tốt luôn, rất là đẹp. Nếu mà không dùng sản phẩm này thì dùng sản phẩm khác thì nó không có bằng. Dạ. Khi mà anh sử dụng cái này anh nói em có nghe anh nói là sẽ giảm được lượng phân. Đúng. Thì cái lượng phân anh giảm nó như thế nào, là giảm được bao nhiêu lượng phân ạ? Ví dụ bây giờ mình so sánh vậy đi. Dạ. Mình đối chứng đi, ví dụ một mẫu đất phải không? Mình sử dụng 20 bao phân. Nhưng mà mình sử dụng một chục chai thuốc này mình sử dụng chỉ một chục bao thôi. Là giảm 50% phân. 50% phân. Đấy. Dạ. Với cái chi phí một chai sản phẩm này bây giờ giá thị trường nó là 155.000 một chai. Đúng rồi. Vậy thì khi mà anh sử dụng cho sen thì anh thấy cái hiệu quả kinh tế nó mang lại có đảm bảo được không? Cái vấn đề chi phí và sản phẩm không ạ? Thì so với cái chi phí sản phẩm này thì nó vượt trội thì nó đem lại những rất là cao, phải không? Dạ. Nghĩa là phân là mình giảm được 50%. Giảm phân nhưng mà cái năng suất nó vượt trội. Năng suất là tăng lên 40%. Đấy. Vậy thì cái tình hình sâu bệnh thì lúc nãy em cũng nghe anh nói là sâu bệnh nó giảm đúng không? Sâu nó kháng được sâu, bởi vì cái lá nó dày, nó cứng, sâu nó chê. Dạ. Ví dụ non nó mới phái, còn này nó già đâu, nó chê đâu ăn đâu. Dạ. Nên là kháng được sâu. Kháng được sâu bệnh, rồi kháng được cả cái thời tiết luôn. Chẳng hạn như mà nắng hạn này kia nọ phải không? Dạ. Thì cái cây mình nó vẫn giữ được cái màu xanh, nó vẫn được tươi. Đấy. Năng suất của anh hiện nay là ví dụ như hiện nay anh trồng diện tích là bao nhiêu ạ? À? Tôi trồng cái này là diện tích này là một mẫu hai. Dạ. Thì khi mà năng suất của anh thu lên như là được bao nhiêu ạ? Cái hồi trước khi tôi không có dùng sản phẩm này đi, dạ. Thì một mẫu hai tôi khoảng chừng 7-8 tấn à. Nhưng mà hiện nay, đối chứng hiện nay đi, hiện nay đang nhổ rồi chắc cũng cỡ 12-13 tấn cho một 12 công đất. Một con có nghĩa là một công 1.000 mét vuông á, nó hơn 1.000 ký lô. Dạ. Vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã giao lưu chia sẻ với anh Tư Tiễn là chủ các mô hình sen ở đây. Thì chúng ta cũng đã thấy được sự chia sẻ của anh khi ứng dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái này trên sen lấy củ thì sẽ giúp cho chúng ta tăng được năng suất 40% và giảm được chi phí phân bón là 50% phân bón các loại. Bên cạnh đó thì các tình hình sâu bệnh cũng đã được giảm đi đáng kể, và khả năng chống chịu với các điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên như là chịu được hạn, chịu được rét, chịu úng cũng rất là tốt. Như vậy thì đây là một cái mô hình ứng dụng rất là thành công chế phẩm sinh học vườn sinh thái trên đối tượng là sen lấy củ. Vâng, anh có thể chia sẻ cho bà con được biết là anh đã sử dụng cái sản phẩm vườn sinh thái này theo một cái quy trình như thế nào ạ? Quy trình ngâm giống với lại xử lý phun thì anh ngâm giống như thế nào và phun thì anh phun như thế nào? Có thể chia sẻ cho bà con chúng ta được biết không? Cái này nó phải từ đầu. Bắt đầu mình đem giống về phải không? Giống củ sen này nè. Về mình pha dùng một tấn giống là pha hai chai này nè. Pha trong nước mình nhúng củ nó. Anh pha bao nhiêu nước? Hai chai anh pha bao nhiêu nước? Thì một mình cho cái lượng nước nó đủ mình nhúng một tấn nha. Nhúng một cho tấn, nó cho, vô cái đổ vô cái xuồng vậy. Thì mình pha hai chai mình nhúng vô. Nhúng vô xong rồi mình đem trồng.
Nhúng là bao lâu? Nhúng là lấy ra liền ạ? Nhúng phải nhúng là để một đêm. Dạ. À, dạ. Tức là mình đem mình trồng khoảng chừng 10 ngày nó có ra lá mà lớn rồi đó. Dạ. Thì mình bắt đầu mình tiến hành mình xịt, xịt hết như hướng dẫn như vậy. Dạ. Một bình là 5 cc vậy đó, ha. Dạ. Mình xịt 5 cc. Khoảng chừng bao nhiêu lít nước ạ? 5 cc là 16 lít nước. Dạ. Có một bình 16 lít nước ha. Thì mình xịt 10 ngày mình xịt. Dạ. Rồi sau nữa nửa tháng cái mình xịt nữa. Dạ. Nửa tháng mình xịt nữa, mình xịt coi theo chu kỳ nó vậy đó. Nghĩa là cứ nửa tháng là anh lại phun một lần nữa đúng không ạ? Nửa tháng một lần. Dạ. Như vậy thì theo quy trình của anh là khi mà mình ngâm giống là một tấn giống như vậy là mình dùng hai chai sản phẩm. Hai chai mình sản ngâm phẩm qua một đêm. Dạ. Sau đó mình lấy ra mình trồng. Dạ. Thì sau khi trồng được 10 ngày thì mình có lá bắt đầu xịt. Có lá. Đó, bắt đầu mình tiến hành là phun lần một. Lần một. Thì sau đó thì cứ nửa tháng thì anh lại phun một lần. Mỗi tháng phun một theo lần. Theo quy trình của anh là cứ 5 cc sản phẩm này là anh hòa với 16 lít nước. Đúng rồi, mình xịt cho cái mình xịt cho cây cố định là xịt vậy. Dạ. Đấy. Vậy thì trung bình ví dụ như 1 hecta của anh ở đây thì anh sử dụng bao nhiêu chai sản phẩm một này? Chai hecta 1 hecta như vậy là tôi sử dụng từ đầu tới đuôi là khoảng 10 đến 12 chai. Một kể lần. Cả ngâm giống luôn. Dạ. Xịt hết một vụ luôn. Vâng. Như vậy thì một lần phun của anh thì anh dùng bao nhiêu sản phẩm cho 1 hecta? Như vậy là cứ một mẫu vậy đó. Dạ. Thì 10.000 mét vuông á. Dạ, 10.000 mét vuông thì mình xịt khoảng 1.5 chai vậy. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe anh Tư chia sẻ về cái cách ứng dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái theo quy trình ngâm giống và phun đã mang lại hiệu quả và năng suất cao cho bà con. Và chúng tôi chúc cho quý vị bà con chúng ta cũng sẽ áp dụng được những cái thành tựu khoa học kỹ thuật, áp dụng được chế phẩm sinh học vườn sinh thái vào trong cái mô hình trồng sen lấy củ để mang lại hiệu quả kinh tế. Xin chào bà con.